Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe 88. Hiện nay những cái chiếc Twitter Thunder phiên bản Shimano Terra đã được rất là nhiều các bác quan tâm, và hôm nay thì em cũng đóng hàng gửi đi một chiếc Twitter Thunder phiên bản tay ngang để Terra 4700. Con này hiện tại đang có giá là 14.800.000 đồng, thiết kế khung carbon. Con này chỉ có size 48 thôi bác nhá. Con này có size 48 này, màu đỏ này, đây là đỏ quốc kỳ, đỏ tươi, nhìn rất là đẹp. Đấy, ngoài ra tem của xe là tem màu trắng này. Tem trắng rất là nhiều các bác thích cái kiểu này, tem trắng. Đấy, mẫu xe này hiện tại đang có giá 14.800.000 đồng. Thiết kế khung carbon, sơn một màu. Sơn một màu, khung là khung carbon 18K, sơn một màu. Dây đều đi âm sườn này, dây âm sườn. Màu cực kỳ đẹp. Con này size 48 này, size 48 dòng ngang 53,5. Con này làm khung carbon trên công nghệ EBS Technology Carbon Nano, là công nghệ carbon siêu nhẹ độc quyền của hãng Titter. Đấy, xe có sử dụng gạt để chiếc Shimano Terra 4700. Đùi đĩa là sử dụng đùi đĩa loại mới nhất Retropack New Style với mâm đùi đĩa 50 34T, gồm đó là 50 răng ở ngoài và 34 răng ở trong. Nó cắt CNC này đẹp hơn rất là nhiều, và cái đùi đĩa được làm khít hơn. Nhìn nó cái gọi là cái mâm nhìn nó rất là đẹp, các bạn nhìn cái mâm này, cực kỳ đẹp luôn. Nó không nhiều thô như cái kiểu Retropack đời cũ. Ngoài ra thì cái cụ đề sau dùng cụ đề Shimano Terra 4700 này, và xe kéo nó là 10 tầng níp, 2 tầng đĩa 10 tầng níp, xích IPN, Meyer Retropack dạng lẩu siêu chớn loại mới nhất, cam là cam tròn này. Con này sử dụng cam tròn các bác nhá. Vành là vành Retropack liềm 4 cm, nhôm hai lớp, xăm nốp Innova Pro. Đấy, xăm nốp Innova Pro. Cục phanh là cục phanh Retropack này, cầu yên carbon này. Cầu yên carbon. Bê đan Retropack siêu chớn chạy bi bạc đạn. Yên là yên Titter. Đây là màu bạc này, tem bạc, màu đỏ tem bạc. Bộ tăng ghi đông nhôm Titter. Tay đề dùng tay đề Shimano Terra. Tay phanh Evit. Càng carbon. May hơn trước là Retropack New Style này, đời mới nhất này. Và một khóa nhanh. Mẫu xe này hiện tại đang có giá 14.800.000 đồng, và đã được một khách hàng tại Thanh Hóa đặt hàng chiếc xe này. Đấy, ba cái đặt để đi trong khu du lịch, đặt thể dục thể thao với bạn bè. Đấy, những bác nào mà muốn mua mẫu xe này có thể alo hotline bên em 0933 522 186. Ngoài cái màu đỏ này ra thì em còn có nhiều màu khác như màu đen, xám, xanh. Các bác có thể kết bạn Zalo 0936 307 317, và em sẽ tư vấn cho bác một chiếc xe là phù hợp với màu sắc và sở thích của bác. Còn đây là chiếc màu đỏ tem bạc đã được khách hàng tại Thanh Hóa đặt hàng. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Bây giờ em sẽ cho vào như thùng, đây, đóng thùng như chiếc xe này, đóng thùng sẵn để chờ ship đi Bình Thuận. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.